bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại, con làm ngay. Không về. Ôi trời ơi. Bạn ơi. Chặt anh em tay nắm chặt cùng làm, phạt dừng dòng đàn ông đi trước, phạt đường đàn bà bước theo sau, làm nên lối dân đi, phạt đường để dân đến, đường này đường đi núi đi đường, đường đi đến xóm làng. Bà ngoại, 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 bà bất ngờ chưa bà? Như như ở trên trời rơi xuống. Tay nắm chặt cùng làm, phạt dừng dầm đàn ông đi trước, phạt đường đàn bà. Đây bác bảo. Đây là cái chỗ quà. Phạt dừng dầm Cụ Tiến à? Tiến kia chào anh chứ. Tiến à? Con là mùng đâu con? Không đồng ý thì cắt bắp cái gì nữa. Giống mình đấy. Hay quá, hay quá. Nào làm bài, bài là bài câu tiếng dân tộc xem nào. Không biết nói không? Cháu biết nói đâu, mẹ cháu biết nói thôi nhỉ. Mẹ nói thôi. Thế áo ông cho ông kìa mà cầm dao làm gì đấy? Ăn dâu. Làm nên lối dân đi, phạt đường để dân đến, đường này đường đi núi đi. Các bạn đã quay trở lại với nhật ký du học Nhật Bản. Và ngày hôm nay là mình đã về quê của mình đã. Đây là nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại mình ở trên núi. Đấy, trên núi đây là núi gì hả bà? Núi này núi gì hả bà? Đồng Mỏ. Đồng Mỏ, thật ra đây là Lạng Sơn. Thi Lăng Lạng Sơn. Thi Lăng Lạng Sơn. Đấy, mình là người dân tộc. Các bạn thông cảm với mình. Đấy. Cùng họ hàng với lại Nông Văn Dền. Ok. Nông Đức Mạnh. Đấy, chị nào đó. Nông Đức Mạnh. Nông Đức Mạnh. Con cháu của ông Nông Đức Mạnh. Nông Đức Mạnh đấy, chị Lâm. Đấy, chị Đại xin giới thiệu đó này. Đây là ảnh kia các thứ của nhà mình. Thứ này đây. Ông ngoại của mình ngày xưa ở đây. Ok. Ông ngoại thì đang ông ngoại mãi lên Hà Nội, ông ngoại lại bất ngờ mà. Nên là sẽ không thấy, chưa thấy ông ngoại vội. Nhưng mà sẽ thấy rất là nhiều thứ. Được bà ngoại của mình. Nhật thì đây. Xong kìa, ấy, đấy là núi đó. Nó kiểu là dân tộc. Ui lâu. Đấy, là Đức, bạn Đức đi Hà Nội nhiều rồi. Không ở dưới quê nhiều. Nên bạn Đức không biết nhiều tiếng dân tộc rồi. Muốn biết tiếng dân tộc thì có thể hỏi bà ngoại của mình. À, bà ngoại. Ai? Dạy cháu vài câu tiếng dân tộc. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm là kinh khẩu. Kinh khẩu. Kinh khẩu lô. Khẩu vơ. Khẩu vơ. Pê non. Pê non. Pê non. Pê non. Là đi ngủ. Đấy à, đấy à, dân tộc chính gốc kia. Chào là gì, chào là gì, chào là gì, chào là gì, chào là gì. Chào thì vẫn là chào. Đấy. Mẹ mình không biết tiếng không? Mẹ biết thôi. Bị đô thị hóa hết rồi. Học. Mẹ con đi từ bé. Đấy. Rồi, đấy, thế mà đi xong quan. Đây là khu nhà chính. Đấy, nhà chính. Còn bên này là chỗ nhà để xe này, linh tinh này. Đấy. Ôi. Ở chung ngoài xương anh từ thời bé là hay tập trung vào cái nhà này chính là hết. Bên chỗ này là bên chỗ nhà cậu. Cậu Mạnh. Ok. Đây. Có cái bàn ở đây chơi nữa. Hai bên chỗ này là bên nhà chỗ dì Hương. Chỗ này là bên chỗ Thành em họ của mình ở.
đấy. Còn chỗ này là khu dưới chỗ này này đấy, chỗ dưới bếp chỗ này ngày xưa cũng hay chơi ấy, các thứ ở đây lắm. Đó, hay chơi đây, có một cái đu ở đây, đu dây ở đây cơ, giờ hết mất cái đu dây ở đây rồi. Đó, sau bây giờ là đến tiếp tục mà đây, chỗ này là quang cảnh ở ngoài chỗ này ngày xưa nó không như này, không đổ bê tông như này đâu. Ngày xưa đấy là nó là một cái dốc vực thẳng từ luôn xuống dưới kia đấy, bên kia chỗ là đường tàu. Ngày xưa mình hay đặt đá dưới đường tàu hay phá đá dưới đường tàu ấy. Dưới kia, dưới hẳn dưới kia nữa lại còn có một cái trang trại trồng gà ấy, trang trại nuôi vịt của bà lại bảo trồng gà. Đó, chỗ kia lúc nào cũng nhìn thấy núi hết, chỗ này xung quanh này toàn núi cả. Các bạn nếu có biết thì ngày xưa quân đội, không phải quân đội Việt Nam mình, ngày xưa quân của Lê Lợi đã có một trận chiến thắng ở Chi Lăng, ok, đánh giặc quân Minh hay sao, đúng rồi. Đấy, Chi Lăng này rất là hay. Trận Ải Chi Lăng, đọc sách rất nhiều ngày xưa, nhờ thế sao, ok. Mặc áo vét cơ à, hay quá ừ. Ừ. Đây là em Yến, hello em Yến. Em Yến đang bị làm gì đấy? Ôi, tập trung xem vlog của anh quá. Nam quan là đến với quê hương em đó ơi, nơi đây chúc em vẫn chờ đợi anh. Tiếng chim vui trong gió, ngàn xanh rung rinh hoa trên cành khoe sắc người. Trời đất lung linh giữa làng quê dịu em mời anh hái đào tiên quê này. Đồ ăn ở đây nữa luôn, nhìn để ăn đồ ăn luôn, vừa ăn vừa xem phim của bà ngoại lúc mà ở Nhật Bản, rất là xịn. Nhà bà ngoại nhỉ, nhà bà ngoại nhỉ, vừa ăn vừa xem phim. Ừ, để bà xem một con đang một tí để ăn, vừa ăn vừa xem. Xịn không bà? Xịn chưa con? Lên ăn hỏi đi. Lên ăn hỏi đi rồi cái xe này đi. Trông bây giờ mẹ khác đi. Không biết đây là ai không? Trông mặt rất khó tính. Bướng ấy nhở? Quá bướng luôn. Một tháng con được lúc đấy là 3 triệu. Bỏ tiền lương ra để nuôi mẹ thôi. Bà thì bảo là không cho thì không biết làm cái gì, chưa biết làm cái gì ăn. Mới học xong 12 làm gì biết gì đâu.
Ốc sóc lớp 12 đã đi cưới chồng rồi, thôi chết chết chết. Mẹ Lan này, mẹ Lan thôi chết rồi. Ê, ông bảo là không biết làm cái gì ăn, thế mà ông cháu mới bảo là bà không phải lo, bà cứ đồng ý đi, không phải lo. Nhà tôi nếu mà nó không biết làm cái gì thì tôi nuôi nó, tôi lấy lương tôi nuôi nó. Thế xong rồi cuối cùng ông bị có phải nuôi thật không? Nuôi đồng người, mẹ con bán hàng. Đấy là nói thế thôi. Nói thế để cho bà vui lòng ấy, con không biết à? Đấy là nói thế, yêu quý con cháu thì nói thế thôi. Ừ. Chứ nuôi thật là chết. Nuôi thật ai mà để cho trẻ chung có sức lao động như thế, mẹ bảo là đi để bà già nuôi có ngày. Bà chụp lâu rồi mà có được không? Cũng được ấy. Ừ. Được, bây giờ được hơn. Hả? Bây giờ được hơn. Bây giờ đây, đây này, trong cái hồ này bà bế cháu cái trong cái mặt mũi khác hẳn ngay. Ừ. Cháu kháu khỉnh. Kháu khỉnh. Ừ, đỡ hẳn hồi mà, trước trông nhìn trông có mà to thì to to như cái cùm ấy. Bé bé khổ quá sợ. Bé khắp bờ hồ. Ai đây? À, đây, nước đấy, nước hồi lớn này, ôm thọ. Nước lớn đâu mà lớn. Đi học giỏi nhé, ngoan nhé. Ngoan. Ừ, cố gắng nhé con nhé. Vâng. Ừ. Bye bye, tạm biệt đi. Đấy, tạm biệt. Tạm biệt bà. Ừ. Đấy, Tiến tạm biệt đi. Tiến chạy. Tạm biệt mọi người. Ừ. Đấy, bye bye, bye bye, kết thúc rồi hôm nay. Ừ. Yêu bà. Yêu bà. Yêu bà. Quay trở về Hà Nội đây. Về Hà Nội nhé. Ăn cơm được, mình chơi bà được có mỗi một tí. Ừ. Ừ. Mai về. Em phải đi rồi. À, mà tối bận đó. Mấy bạn ơi. Ừ. Thế làm thế này thì bà phải nhớ con chứ làm cái gì. Sao bà lại đi lên Hà Nội chơi với cháu? Không đi được nữa rồi, Tết rồi. Tết rồi, Tết rồi là bà chỉ ở đây thôi. Bà, cái mít của bà đã là lâu năm lắm rồi. Mấy chục năm rồi. Đấy, cái mít này sai lắm. Sai hàng trăm quả. Cái mít này to. Quả 10 cân, 15, 20 cân. Cái mít này. Cái mít đã. Để bà nhìn vào, con đứng ở kia, con chụp vào mặt bà được. Bây giờ là núi đá. Khu Ga Bắc. Khu Ga Bắc. Khu Ga Bắc. Khu Ga Bắc. Thị trấn Đồng Mỏ. Ừ. Này lại cũng ghê không ạ? Ừ, đấy. Đây, con chụp kia cái hoa này. Đây là cây dầu của bà, cây dầu bà ăn trồng. Đấy, đấy là đường lên đèo về quê. Đây là thị trấn. Cần rau của bà ngoại cháu. Đừng dưới đường tàu. Dưới đường tàu. Hoa trắng rừng mơ sáng người trời xa xuân. Rừng vang tiếng ngân lời quân ca trong gió. Gió đưa lừng hương bông bố. Gió lừng hương ngát lòng người biên cương. Bà. Bà ngoại. Cháu đi đây nha bà nhá. Tạm biệt bà. Yêu bà, Đức yêu bà. Bye bye. Đấy, ok. Nó làm thế này thì cho bà nó nhớ chứ làm cái gì. Đi.